Chương 10. Tên vô sỉ. Nhìn xem rớt thứ gì ra. Hâm mộ xong, Trần Quả lại sát đến xem những cái thứ rơi ra từ ám dạ Miêu Yêu. Làm cái móng tay mèo, rác rưởi, một kiện giáp da mèo, giữ để mặc a. Trang vị bị cấp thấp cũng không sao. Hai cái móng tay ám dạ Miêu, một cái móng vuốt ám dạ Miêu, một viên đá mắt mèo. Ở mấy thứ này không tệ. Vật liệu của boss có thể giữ bán lấy tiền. Một quyển sách kỹ năng. Mẹ nó, ăn ở kiểu gì đấy? Trần Quả kêu lên. Diệp Tu lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ. Một con boss cấp thấp thế mà rời cấp sách kỹ năng số đỏ đến nhường nào. Sách kỹ năng là gì? Không phải dùng để học kỹ năng điểm sao? Chỉ cần nhìn màu cam trên cái tên nó đều biết giá trị của nó. Sau khi đầy 4.000 điểm kỹ năng, muốn tiếp tục nâng cao công cụ chính là nhờ một trong các cách này. Những cái thứ này không thể giao dịch, cho nên không thể mua, chỉ có thể dựa vào may mắn của bản thân. Sách kỹ năng quân mặt tiếu mới kiếm được có không quá cao điểm, chính là 5 điểm, nhưng rớt ra từ bốt cấp thấp nhất, độ may mắn vẫn xem như là tốt đến không tưởng. Sách kỹ năng vừa cất vào trong túi, chớp mắt đã được sử dụng. Ngoài ra những cái thứ rơi trên ám dạ miêu đều là vật dụng hoặc để hoàn thành cái ô thiên cơ. Ví dụ như là đá mắt mèo hay là móng mèo. Tâm trạng Diệp Tu rất tốt, tiện tay lựa chọn để cho quân Mạc Tiếu rời khỏi phó bản. Cậu không đánh tiếp hả? Trần Quả vô cùng kinh ngạc. Tuy còn đội ngũ chỉ còn lại mang quân Mạc Tiếu, nhưng đây là phó bản dành cho người mới. Rất nhiều người có thể tự mình kết thúc cả phó bản. Diệp Tu là tàn tay, nhưng Trần Quả không hề coi hắn là một tên kém cỏi. Trong 40 giây có thể thắng đối thủ mà cô thua suốt 52 ván. Cái thành tích này coi như là mới xảy ra không lâu. Tôi đi đổi máy á. Diệp Tu vừa nói xong đã chuẩn bị thoát trò chơi. Trần Quả nhìn trên màn hình đột nhiên ngăn tay lại. Đợi chút, có chuyện gì? Chị thấy trên khung nói chuyện, màn hình chiếm đầy một phần lớn nội dung trước sau như một. Quân Mạc Tiếu tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội, mọi người hãy cẩn thận. Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội, mọi người cẩn thận. Trong số các câu nói nội dung tương đồng như thế, che lẫn một vài câu khinh bỉ và mắng chửi. Tuy hệ thống là tự động che đậy những cái từ ngữ thô tục, nhưng trí thông minh của con người là vô tận. Chỗ này thì dùng chữ đồng âm gánh vác sứ mệnh là vô cùng tốt. Diệp Tu xem kỹ vài lần, phát hiện ra người spam là Nguyệt Trung Miên. Thậm chí có đồng đội trước là Dương Quan và một số vị pháp sư. Người này chết trước vậy mà dám ở đây điên đạo trắng đen. Chuyện gì xảy ra? Trần Quả hỏi Diệp Tu. Diệp Tu hết cách chỉ có thể giải thích lại. Quá vô sỉ à, còn không biết xấu hổ. Trần Quả nghe xong giận dữ. Đúng vậy, quá vô sỉ rồi. Diệp Tu hùa theo. Sao cậu không tức giận? Trần Quả cảm thấy có ký chút kỳ quái. Tôi rất tức giận, Diệp Tu nói. Cậu tức giận đấy hả? Sao chị không thấy nhìn giống gì cả? Trần Quả buồn bực. Diệp Tu đang nhìn chăm chú vào lời vu khống trên màn hình, trên mặt căn bản không có thay đổi tí nào. Tức giận không nhất định là phải biểu hiện trên mặt. Diệp Tu không những là không giận mà còn cười, tiện tay thoát khỏi trò chơi, tắt máy tính, đổi đến khu hút thuốc lá. Việc mà hắn muốn từ nãy giờ. Chị bảo này, cậu ăn ở kiểu gì thế? Mới lần đầu đánh phó bản gặp nhiều chuyện như vậy. Gặp bút ẩn, rớt sách kỹ năng, còn thận diện kết thủ chuốc án với người ta. Sáng mai chị đến xem cậu còn sống tốt không? Trần Quả nói. Chị chủ đi thong thả. Trần Quả đi nghỉ ngơi. Diệp Tu thì đến khu vực dành cho người hút thuốc. Quả nhiên bên này toàn đầy khói thuốc. Quạt hút khí điên cuồng làm việc cũng không thể lọc sạch bầu không khí nơi đây. Chỉ có thể ngăn cản khói không tràn sang khu không hút thuốc mà thôi. Dù khói hút thuốc có lặng đến đâu thì cũng không ảnh hưởng gì đến dân hút thuốc ở đây. Diệp Tu vội vã châm một điếu, hòa mình vào cái biển người hút thuốc, quét mắt một cái. Chỗ này còn đông hơn khu không có hút thuốc. Đảng cú mèo rất ít người không cần hút thuốc, vẫn là cần có tinh thần thâu đêm. Cũng may là tiệm nét đủ lớn, Diệp Tu đi vài vòng cũng tìm được máy. Không cần để ý, đi đến ngồi xuống. Hưng Hân cũng là một cái tiệm nét khá cao cấp. Mỗi một máy đều có vách ngăn, xem như là bảo vệ tính riêng tư. Cho dù không có, mọi người cũng sẽ đeo tai nghe mà chìm đắm trong thế giới vinh quang
không hề quan sát đến bên ngoài. Diệp Tu lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, đeo lên tai nghe. Quân Mạc Tiếu vẫn ở ngoài rừng rậm cách Lâm như cũ. Đừng thấy nơi này đông đúc như vậy, nhưng đeo tai nghe nên vẫn là không đến mức chả nghe thấy được gì. Tựa như đi vào một cái khu chợ náo nhiệt, nó cũng không ồn ào tới mức không nghe được người bên cạnh nói gì. Về phần những cái loạt tin tức lặp đi lặp lại như mời tổ đội, chỉ đành dựa vào một cách spam không trò chuyện. Diệp Tu nhìn qua khung tin tức, tin về Quân Mạc Tiếu đã không còn. Dùng tính năng tìm kiếm là có thể biết người chơi này còn có lên mạng hay không. Nguyệt Trung Miên là tên não làng, một chút thủ đoạn này gã cũng biết. Sau khi tìm thử Quân Mạc Tiếu không còn trên mạng thì ngừng hành động. Người chơi cấp 20 trở lên mới có thể rời khu vực người chơi mới, đến kênh thế giới, chức năng PK mới có thể mở ra. Dưới cấp 20 chỉ có thể đấu võ mồm như ban nãy. Thế nhưng thủ đoạn của Nguyệt Trung Miên cũng khá độc ác. Quân Mạc Tiếu vừa được hệ thống thông báo là người giết boss đầu tiên trên thế giới. Mọi người đều biết Nguyệt Trung Miên lại nói là tên của hắn, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Kết quả chính hiện tại Quân Mạc Tiếu không thể tổ đội, phát ra yêu cầu là cũng bị cự tuyệt. Người chơi tuy không tin lời của Nguyệt Trung Miên cũng là bắt đầu đề phòng Quân Mạc Tiếu. Diệp Tù bất đắc dĩ cười cười, hắn muốn tổ đội cũng chỉ là vì bốt ẩn, hắn cần những cái vật liệu này. Nhưng mà hiện tại tổ đội không được, vậy bắt buộc hắn phải nhanh chóng đi cày cấp. Phó bản của Vinh Quang đều thuộc loại hạng người ít điểm kinh nghiệm hơn thì hưởng càng nhiều, nhưng vẫn phải là để tâm tới hiệu suất. Nhiều người vẫn là lợi hơn, nhưng Quân Mạc Tiếu không giống vậy. Trong tay hắn là vũ khí bạc ô tiên cơ cấp 5. Với những người mới chơi bình thường, lúc này vũ khí trong tay đa phần đều là lam hoặc lục. Lam lục là so với ô tiên cơ có thể kém 3-4 bậc. Trong Vinh Quang, 5 cấp được tính là 1 bậc. Vậy ô tiên cơ tương đương với vũ khí lam cấp 20 hoặc là vũ khí lục cấp 25. Ưu thế này của hắn ở giai đoạn cấp thấp là kháo châu bò, bởi vì mỗi một món vũ khí của Quân Mạc Tiếu có thể đánh ra công kích bằng 4-5 món vũ khí khác. Thuộc tính nhân vật cũng bị ảnh hưởng, một mình Quân Mạc Tiếu cũng bằng 3 người. Hơn nữa với kỹ thuật của Diệp Tu, một người đi đánh phó bản cũng không thua kém gì với tổ đội 5 người, so với một cái đoàn đội mới chơi còn muốn nhanh hơn. Quân Mạc Tiếu cất bước chuẩn bị một mình quét qua phó bản, chưa đi được vài bước trước mặt đột nhiên nhảy ra một người. Diệp Tu thấy vậy mà lại là Nguyệt Trung Miên. Ánh mắt tên này thật độc, giữa biển người tấp lập mà tìm ra được hắn. Ê ê, Diệp Tu lưng tai nghe thử xem có nói được không. Ê con em mày. Nguyệt Trung Miên ngược lại rất là không lễ độ. Chương 11: Thiếu người thì thêm tụi. Diệp Tu thế mà vẫn tươi cười mở miệng hỏi, có chuyện hả? Giọng điệu rất chi là bình thản khiến Nguyệt Trung Miên không nói lên lời. Gã không thể tin nổi đây là cái gã vừa mới bị mình spam mắm chửi cả tiếng đồng hồ. Nếu bảo quần chúng bị che mắt, gã và Quân Mạc Tiếu lại biết rõ đấy chính là vu khống trắng trợn. Thì sao cái thằng này vẫn làm như chẳng có việc gì? Lẽ nào hắn không thấy người mới lời mắng chửi vừa rồi? Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vừa muốn chiếm bốt mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội, mọi người cẩn thận. Nguyệt Trung Miên vội vã gửi lại hai lần, chờ mong phản ứng của Diệp Tu. Kết quả chỉ nghe thấy Diệp Tu: còn muốn mắng? Ông không định đi luyện cấp à? Tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Hiện tại biết công hội Nguyệt Luân của tụi tao không dễ chọc rồi chứ. Những lời này của Nguyệt Trung Miên vốn là được chuẩn bị tốt, nhưng hiện tại nói ra chỉ thấy toàn bộ ngữ cảnh đều không hợp. Thật giống như là phi dao vào gối bông, không hề gây sát thương. Biết chứ, bây giờ tụi hết tổ đội được rồi, Diệp Tu nói. Nghe xong lời lòi, Nguyệt Trung Miên rốt cuộc cũng là hơi thoải mái, ha ha cười, cho mày hết dám coi thường. Không ngờ Diệp Tu lại nói tiếp câu nữa: không phải mấy ông thiếu người hả, thêm tụi với. Nguyệt Trung Miên lập tức há miệng, trợn mắt nhìn hắn, đạch, mày thực sự quá đáng khinh nha. Ha ha, thêm cái nào. Hiện tại đội bên đã hiểu nhau, chúng ta hợp tác được. Diệp Tu vừa nói vừa chủ động gửi một cái yêu cầu xin mời vào đội. Bên Nguyệt Trung Miên thực sự chỉ có 4 người, đương nhiên không phải là những đội viên lần trước. 3 người này đều là công hội Nguyệt Luân với Nguyệt Trung Miên, nhưng mà lập công hội vẫn là chuyện sau khi rời khỏi thôn Tân Thủ. Có thể nhận ra tất cả những người của khu cũ chuyển đến khu 10 khai hoang
kết quả là phân đến một thôn. Nguyệt Trung Miên muốn đi đánh bốt cũng không có cách nào. Cùng người nhà đành trung đội, đành phải tham gia một cái đội giã. Kết quả là hành nghề bất lợi, đụng phải Diệp Tu, mất cả chi lẫn chài. Vội vã gọi người của công hội đến làm viện binh, thuận tiện lừa gạt những đội viên vừa lãi phụ spam bôi xấu quần mạc tiếu. Kết quả thì sao? Kết quả người ta lại chả để ý chút nào, không có tổ đội lại thẳng thắn đến xin vào đội. Người Trung Miên nhìn yêu cầu vào đội trước mặt, không biết lên nhấn đồng ý hay là cự tuyệt. Người Trung Miên nhất thời mờ mịt, đã có vết xe đổ. Hắn lại cảm thấy người này không hề đơn giản, làm như vậy là có mục đích gì? Đang do dự thì bạn thân gửi cho hắn một cái tin mật, thêm hắn đi, thế này tự mình tìm chết vào phó bản, còn chẳng phải cho chúng ta đùa giỡn sao? Nguyệt Trung Miên nghĩ thấy cũng đúng, bọn hắn có 4 người, tất cả đều là người một nhà, hoàn toàn không có lý do để sợ hãi đối phương. Vì vậy Diệp Tu cùng 4 người này vào rừng rậm cách lâm, lần này may mắn không có bùng lổ. Đi vào không thấy ám dạ Miêu Yêu, Diệp Tu cười hỏi: "Cần tụi trị liệu không?" "Không cần, mọi người cùng nhau giết." Đám Nguyệt Trung Miên nói xong đã xông về phía quái. 4 người này hiển nhiên cũng không phải là người mới, kỹ thuật đều là thành thạo, trình độ như vậy chỉ cần 2-3 người đều có thể đánh xong phó bản rừng cách lâm. Hiện tại là một đội đủ người, hiệu suất như tên lửa. Diệp Tù cũng không có nói nhiều, chỉ huy quân Mạc Tiếu sử dụng ô thiên cơ dưới cái hình dạng trưởng màu mà ra trận. Thiên kích lòng nhà, hai chiêu là kỹ năng công kích, trừ vào kỹ năng nhân vật đương nhiên có thể tấn công bình thường. Tấn công thường đều dựa vào cái phương hướng của người chơi và lực khống chế mạnh yếu mà xuất hiện nhiều kiểu đánh khác nhau, như đâm thẳng, bộ ngang, chém dọc, hất lên. Những cái công kích lúc ra chiều có đôi khi là nhìn khá giống nhau nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Ví dụ như là thiên kích chính là đánh hất lên, nhưng hiệu quả đánh hất lên mạnh hơn so với tấn công thường, thường tổn cũng là lớn hơn. Còn long nha lại là đâm thẳng, ra chiều thu nhanh hơn. Hơn nữa, trong giây lát có thể làm cho mục tiêu dính trạng thái đông cứng, không thể làm bất cứ cử động. Diệp Tu lúc này không cần sử dụng kỹ năng, chỉ cần tấn công thông thường cũng đủ để đem tiểu quái trong phó bản rừng cách lâm đánh chết một cách thuận lợi. Chỉ khi vừa thu lại trường mâu, lời vốn không có quái, đột nhiên bị người gom quái lại. Diệp Tu cười cười không để ý tới, tiếp tục đánh, biết rõ đây là quỷ kế của Nguyệt Trung Miên cùng với những người kia muốn bao vây chính mình. Nhưng dù vây thì vây, với thực lực một mình càn quét phó bản như Diệp Tu, sao để mấy cái thứ này làm cho để ý. Mỗi một lần bị 5 con tiểu quái vây quanh, một cái thiên cơ kích đánh chúng văng ra xa, trở tay chém ngang một cái, trái bộ phải chém, 5 con tiểu quái đều bị hắn hành hạ. Nguyệt Trung Miên 4 người cố ý khoanh tay đứng nhìn, kết quả chỉ thấy quân Mạc Tiếu đem cái lũ quái vật tiêu diệt giết tới giết lui, vô cùng uy phong, nhìn đến mức cả đám đều cảm thấy ghen tị. Tên này kỹ năng không tồi. Một người trong đội Điển Thất gật gật đầu khẳng định đầu tiên là tay lão làng. Nhìn thủ pháp của hắn, tao thấy một mình hắn càn quét rừng rậm cách lâm cũng không khó. Lại một người nữa nói: hắn thật có tài, ám dạ Miêu Miêu cuồng bạo là do mình hắn giết a. Thật sự không ngờ đến trình độ hắn còn hơn cả tao, Nguyệt Trung Miên nói. Thế thì hắn cũng không thể chết ở rừng rậm cách lâm được, mọi người rút ra kết luận. Nếu không chúng ta đánh phó bản cấp 10 huyệt động nhền nhện đi. Điển Thất nhìn ba người kia: huyệt động nhền nhện là phó bản từ cấp 10 đến cấp 15, khó hơn rừng rậm cách lâm rất nhiều. Nếu như rừng rậm cách lâm là phó bản để cho người ta làm quen với trò chơi, thì từ tới cấp 10, tự huyệt động nhền nhện trở xuống, người chơi bắt đầu cần một ít kỹ xảo. Huyệt động nhền nhện đúng như là tên, tiểu quái đều là nhện, chủ yếu có hai loại. Một loại là tấn công từ xa bắn tơ, khả năng trói buộc, người chơi bị trói buộc không thể di chuyển. Một cái khác là cận chiến, bị cắn có khả năng trúng độc, người chơi bị trúng độc máu giảm liên tục, giống như trạng thái công kích của bốt ẩn trong rừng rậm cách lâm. Ngoại trừ những cái con quái thường, huyệt động nhìn nhện còn có 3 con bót. Một con bót đánh xa, một con bót cận chiến và một con bót nhìn nhện vương. Cũng có tỷ lệ gặp phải bót ẩn là nhìn nhện tinh, chiến sĩ nhìn nhện và lãnh chúa nhìn nhện. Bởi vì từ cấp 1 đến cấp 10 thăng rất nhanh, nếu thực sự là người chơi mới, chắc chắn chưa thể luyện ra kỹ thuật gì, lúc này vào phó bản nhìn nhện chẳng cách nào, là một đi không trở về. Vì vậy trong bảng hướng dẫn, người mới chơi cũng sẽ không bao giờ để đề cử huyền động nhìn nhện. Suy nghĩ đi vào cái loại phó bản này, chỉ có những người chơi lâu năm có kỹ thuật
như là cái đám Nguyệt Trung Miên. Nếu như tên kia chết trong huyệt động nhìn nhện thì chúng ta còn 4 người có thể hoàn thành phố bỏ cái phó bản đó ư? Nguyệt Trung Miên có hơi nghi ngờ. Không, gặp boss ẩn chắc hẳn là không thành vấn đề, Điển Thất nói. Gặp boss ẩn có hắn cũng không đánh được. Huyệt động nhìn nhiệt này khó hơn bên này rất nhiều, một người nói. Nói cũng đúng, bây giờ chúng ta chú trọng thăng cấp, đợi đến cấp 10 thì đi huyền động nhìn nhện, Nguyệt Trung Miên nói. Lúc này có một cái tên từ nãy đến giờ chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng. Chúng ta kéo hắn đi thăng cấp ké, sau đó để cho hắn chết một lần. Nguyệt Trung Miên nghe xong ngẩn ra, vừa nghe thấy kế hoạch của bọn họ thực sự rất đau. Nhưng mà Điền Thất cũng tìm ra cách giải thích khác. Phải nói là trước xem hắn như cu ly, sau đó một cước đá hắn bay hắn. Đúng đúng, chính là thế. Nguyệt Trung Miên hết sức vui mừng. Chương 12. Huyền động nhìn nhện. Bốn tên này quả thật là quá trắng trợn, vụ trộm ở một bên bàn tính, để một mình Diệp Ly làm cu ly ở bên kia. Cũng may cả đám vẫn chưa hoàn toàn xem Diệp Tu là thằng ngu. Tính toán xong, bốn người mới chịu đến giúp Diệp Tu đánh quái, vừa đánh vừa giải thích cho hành vi lười biếng lúc nãy. Vừa rồi công hội có chút chuyện không chuyên tâm được, giờ thì tốt rồi, mọi người nỗ lực lên. Diệp Tu thản nhiên nói một câu không hề nghi ngờ. Bốn tên kia là mừng thầm trong bụng, vì vậy suốt cả giai đoạn hợp sức cùng nhau, bốn cái vị lão làng lại thêm một cái cao thủ như Diệp Tu đánh vào bàn này, thật là phong phú, phong thái nghiền ép, ai cũng giết thật sảng khoái. Nhìn từ ngoài vào không thấy bất kỳ một cái âm mưu nham hiểm nào. Công kích của tên này rất cao, có phát hiện ra không? Điển Thất bên này nhỏ giọng nói thầm với Nguyệt Trung Miên. Hình như là do cây trường mâu kia, tao chưa thấy nó bao giờ, Nguyệt Trung Miên nói. Tao cũng không biết, không chú ý đến mấy cây trường mâu cấp thấp lắm, Điển Thất bảo. Nếu như giết chết tên này xong mà rớt xa đổ thì tốt, Nguyệt Trung Miên nói. Rớt ra làm gì, công kích cao tới đâu cũng là hạng cấp thấp, dùng không được mấy ngày, Điển Thất nói. Vậy cũng đúng, Nguyệt Trung Miên gật đầu. Hai bên không đụng chạm lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, ra ra vào vào rừng rậm cách lâm, hiệu suất cực kỳ tốt. Có đáng tiếc là bọn họ không gặp được bốt ẩn ám dạ miêu yêu. Giết xong lần này, Quân Mặc Tiếu là người đầu tiên đạt cấp 10. Không có biện pháp, ai bảo hắn là người đầu tiên giết ám dạ miêu yêu, kinh nghiệm khác thưởng rất nhiều. Rừng rậm cách lâm cũng chỉ có một con bốt ẩn. Một lần thế này đã khiến cho Quân Mặc Tiếu leo được khá cao trên bảng cấp bậc khu 10. Tiếc là người đầu tiên đột phá cấp 10 không phải hắn, mà là một người chơi tên là Lam Hà. Lúc lên cấp 10 là người thứ hai leo lên, hệ thống thông báo. Lần đầu tiên là cùng một cái đội 4 người qua cửa đầu tiên phó bản rừng rậm cách lâm. Thấy Quân Mặc Tiếu lên cấp 10, cả đám Nguyệt Trung Miêu khẩn trương, e sợ tên này viện cớ phải đi làm mấy cái nhiệm vụ cấp 10 mà trốn đi. Anh ở Diệp Tu chỉ cười cười nói một câu lên rồi, sau đó trong tiếng chúc mừng lại có bọn họ lọt vào rừng rậm cách lâm. Lần đầu giết ám dạ miêu yêu cũng không định kéo kinh nghiệm cách xa bao nhiêu, lần này đánh phó bản bốn người Nguyệt Trung Miên đồng thời đạt cấp 10. Trên người năm người bọn họ cũng đã bổ sung không ít trang bị. Người anh em, chúng ta phối hợp rất tốt, hiện tại bốn người chúng ta ai cũng cấp 10, đi đánh huyền động nhìn nhịn không? Điển Thất nói với Địa Diệp Tu. Nguyệt Trung Miên và Diệp Tu từng xảy ra xung đột, đột nhiên trở lên thân thiết là không thể nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy Nguyệt Trung Miên vẫn giữ tỏ thái độ không vừa mắt. Điển Thất đứng ra làm người giải hòa, thỉnh thoảng cười nói ha ha với Diệp Tu. Diệp Tu cũng là đồng ý với đề nghị này, chỉ là bày tỏ muốn đi trước học một cái kỹ năng. Điểm kỹ năng không chỉ được thưởng lúc làm nhiệm vụ thông thường, ngoài ra lúc khen thưởng khi lên cấp đánh quái một số lượng nhất định cũng sẽ có với một số nhiệm vụ khiêu chiến. Chỉ cần thực lực hiện đầy đủ những cái tên máy móc này, điểm kỹ năng có thể lên tới 4.000. Vừa rồi cấp 7 lên đến cấp 10, điểm kỹ năng tích góp được một ít, chủ yếu là dùng vào kỹ năng mới có mà cấp 10 có thể học. Bốn người khác đương nhiên cũng muốn học, vì vậy trước tiên tìm thầy dạy kỹ năng, sau đó tập hợp ở huyền động nhìn nhện. Ngoài cửa huyền động nhìn nhện không có nhiều người, dù sao cả đội bọn họ tăng cấp xem như là khá nhanh. Hơn nữa người chơi mới, nếu như là xem hướng dẫn cũng là không chú ý đến phó bản này. Bên ngoài chỉ có một ít người chơi đã có tội,
Bởi vì độ khó của phó bản rất cao cho nên thêm đội đều là hỏi một chút tình huống, trang bị thế nào. Tổ đội cũng không hề thoải mái. 5 người bọn Diệp Tu rất là dứt khoát. Tới cũng không có nói gì, trực tiếp đi vào. Lúc này đám người Nguyệt Trung Miên nén nén nút nút thì thầm với nhau. Lập tức để hắn chết hay còn xem tình huống? Một người nhỏ giọng hỏi. Xem thử cái đã, người này rất lợi hại. Trước cứ lợi dụng hắn, đến khi bót ra thì mới tiến hành. Thế nào? Điền Tất đề nghị. Ừ. Những cái người khác không có ý kiến. Thành thật mà nói bọn họ cũng không có thù hằn gì với Diệp Tu. Thấy thao tác của người này quá xuất sắc, là người đánh ra sát thương cao nhất trong đội, đều không lỡ để hắn đi. Nhưng lệ mặt bạn bè, Nguyệt Trung Yên rốt cuộc vẫn là đi một bước tiến một bước. Cả đám ngoài miệng nói không, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối. Có mang theo thuốc giải độc hết chưa? Sau khi vào võ bản, Điền Tất hỏi mọi người. Tất cả mọi người đáp ừ, chỉ có Diệp Tu tùy ý cười. Không cần. Tên này muốn chết. Nguyệt Trung Miên rất là khó chịu với giọng điệu tràn đầy tự tin của Diệp Tu. Càng tiện cho chúng ta hành động. Điền Thất ngược lại nghĩ rất thoáng. Bên trong huyệt động nhìn nhện cá tối, có thể thấy được mạng nhện răng đầy. Trên mặt đất thỉnh thoảng thấy một ít hài cốt, trông thật là u ám và kinh khủng. Đám người Nguyệt Trung Miên hơi là khẩn trương. Ở Vinh Quang khi chết cũng là rơi kinh nghiệm. Ở thế giới bình thường là 10%, trang bị cùng khả năng rơi xuống, nhưng là tỷ lệ thấp. Khi tới thần chi lĩnh vực lại là càng đáng sợ. Chết sẽ mất 20% kinh nghiệm, tỷ lệ rơi trang bị cũng cao hơn. Lại nhìn Quân Mặc Tiếu, hắn lúc này giống như là đang ở trong rừng rậm cách lâm, cầm theo chiến mâu tiến về phía trước. Bốn người Nguyệt Trung Miên vừa thấy tên này chủ động dò mìn, cảm thấy thực kích tiện. Diệp Tù đối với phó bản cấp thấp đều đã sớm quên sạch. Trong ấn tượng của hắn, hình như là mình có viết một cái hướng dẫn về huyệt động nhìn nhện, hiện tại chẳng ai nhớ gì cả. Ngẫm lại cũng đã là chuyện của 10 năm trước. Diệp Tu còn đang muốn thổn thức tưởng nhớ, rất nhiều bóng đen đột nhiên xuất hiện ở khe đá. Nhắm mắt lại, Quân Mặc Tiếu mà đánh. Diệp Tu tay trái nhấn phím tay phải cầm chuột. Quân Mặc Tiếu lăn mình về cái phía sau lấy đòn công kích. Vừa đứng dậy thì đánh ra một đòn thiên kích. Thứ đang nhào đến chính là nhìn nhện xanh thuộc loại cận chiến. Sau khi trúng một đòn công kích thì lật ngược trước bụng to văng ra. Ra đòn với một mục tiêu đang bị đánh bay chính là thao tác cơ bản nhất của Vinh Quang. Diệp Tu sao có thể bỏ qua? Sau một chuỗi âm thanh nhộn nhịp của chuột lẫn bàn phím, Quân Mặc Tiếu cầm chiến mâu nhảy lên từ trên không đâm điên cuồng xuống vị trí nhìn nhện xanh. Phốc phốc phốc, liên tiếp 4 kích, từng kích đều là chính xác. Nhìn nhện xanh trực tiếp bị đóng đinh trên khe đá. Hóa nó không phải chứ? Điền Thất kinh hãi. 4 kích liên hoàn trên không. Tiền kia cũng rất là phối hợp mà sợ hãi kêu lên. Cấp 10 có thể đánh 4 kích liên hoàn trên không, người thứ ba nói. Nguyệt Trung Miên lúc này kinh ngạc, há hốc mồm không nói lên lời. 4 kích liên hoàn trên không, trước này rất nhiều người biết, nhưng đa số đều làm không được. Trên lý thuyết miêu tả khá đơn giản, chính là dùng tấn công thường mà đâm thẳng long nha, tiếp theo đâm 2 kích liên tục. Kỹ năng cấp 10 liên chấp của pháp sư chiến đấu hoàn toàn tạo thành 4 kích đâm thẳng. Tao nghe nói tốc độ tay ngoài 170 mới có thể sử dụng chiêu liên kích này, Điển Thất nói. Đó là dưới tình huống tốc độ đánh tăng lên sau khi trở thành pháp sư chiến đấu mới làm được mà, tên còn lại nhắc nhở. Hắn hiện tại còn đang là tán nhân. Tốc độ đánh của tán nhân và pháp sư chiến đấu hơn kém nhau bao nhiêu? Không biết, còn phải xem trang bị nữa. Trang bị hiện tại của hắn không có khả năng tăng tốc độ đánh. Trang bị trên người Quân Mặc Tiếu cơ bản là những thứ họ thấy từ lúc vào phó bản. Vũ khí thì sao? Phải chăng ở vũ khí cả của hắn? Đừng tìm nguyên nhân nữa. Giả sử tụi bay có trở thành pháp sư chiến đấu rồi, cho cả đám một bộ trang bị lưu quang cộng tốc độ đánh, tụi bay có đứa nào làm được 4 kích liên hoàn trên không không? Một hồi trầm lặng. Nếu như bọn họ đánh ra được thì bọn họ cũng không kinh ngạc như thế. Tên này rốt cuộc là ai? Ba người nhất thời nhìn về phía Nguyệt Trung Miên.